Hello, I'm Miss Chiêm. Nice to see you again. Xin chào tất cả bạn. Cô Chiêm quay trở lại rồi đây. Trong cái series video tiếp theo, cô sẽ làm các video hướng dẫn các bạn ôn tập lại các kiến thức trên trường một cách hiệu quả nhất. Rồi, cái bài học đầu tiên của chương trình tiếng Anh lớp 4 đó là Unit 1. Nice to see you again. Lesson 1. Rồi, here we go. Các bạn có thể mở sách ra hoặc là xem trên màn hình của cô nhé. Rồi, who is she? Cô ấy là ai nhở? À, she is Miss Hiền. À, năm ngoái là Miss Hiền đã dạy lớp của bạn Mai, đúng không nhở? Và năm nay, cô Hiền lại đảm nhiệm lại dạy lớp của bạn Mai. À, thế thì bây giờ các bạn sẽ xem là Miss Hiền trò chuyện cùng cả lớp như thế nào nhé. Bức tranh A, picture A. À, Miss Hiền vào lớp và cả lớp chào Miss Hiền như thế nào? Bây giờ các bạn sẽ cùng nghe nhé. Good morning, class. Cả lớp đáp lại thế nào? Good morning, Và Miss Hiền đáp lại như thế nào? Nice to see you again. Nice to see you again. Bức tranh C. À, Miss Hiền nói chuyện với bạn Mai đúng không? Các bạn cùng nghe nhé. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well too. Bức tranh đi. À, các bạn nhìn thấy đây là ai nhở? À, đúng rồi, đây là bạn Nam. Bạn ấy làm sao đấy? À, đúng rồi, bạn ấy bị muộn học đúng nhở? Bạn ấy nói câu gì nhở? Sorry, I'm late. Các bạn cùng nghe nhé. Good morning, Miss Hiền. Sorry I'm late. Miss Hiền có cho vào không cả lớp nhở? À, đúng rồi. Yes, come in. Yes, come in. À, Miss Hiền nói là gì? Vào đi, đúng không nhở? Rồi, bây giờ các bạn sẽ cùng nghe lại cho cô lần nữa nhé. Nghe và nhắc lại nhé. Good morning, class. Good morning, Miss Hiền. Nice to see you again. How are you, Mai? I'm very well, thank you. And you? I'm very well too. Good morning, Miss Hiền. Sorry I'm late. Yes, come in. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nghĩa nhé. À, thay vì mình nói là hello, đúng nhờ, thay vì nói vì hello thì cả lớp, thì cô giáo, cô Miss Hiền chào cả lớp như thế nào? Good morning, class. Good morning, class. Good morning, class. Và cả lớp đáp lại thế nào? Good morning, Miss Hiền. Good morning, Miss Hiền. Nếu như lần gặp đầu tiên thì chúng ta nói là nice to meet you. Nice to meet you. Còn nếu như lần tiếp theo mà chúng ta gặp lại ai đó thì chúng ta sẽ đáp lại là, chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Nice to see you again. Đúng rồi, nice to see you again. Rất vui được gặp lại bạn, đúng nhỉ? Nice to see you again. How are you, Mai? How are you, Mai? À, đây là hỏi sức khỏe, đúng nhỉ? Bạn Mai có khỏe không? I'm very well, thank you. And you? I'm very well, thank you, and you? À, nếu như lớp 3 thì các bạn sẽ trả lời là I'm fine, thank you, and you, đúng không? Nhưng mà trong cái bài này thì bạn Mai bạn ấy trả lời là gì? I'm very well, thank you, and you? À, vậy là chúng ta có một cách trả lời khác thể hiện là mình khỏe, đó là I'm very well, I'm well. I'm very well là mình rất là khỏe, nhưng I'm very well, thank you, and you? À, thay vì mình lặp lại câu hỏi how are you? Hay mình có thể nói là gì? And you, đúng nhờ? Và Miss Hiền đáp lại thế nào? I'm very well too. I'm very well too. À, Miss Hiền cũng khỏe, đúng nhờ? Nên là Miss Hiền nói là I'm very well too. Chúng ta cho từ to đằng sau nếu như chúng ta đáp lại cùng cái ý kiến với người đằng trước đó vừa nói. À, ví dụ như câu hỏi các bạn, how old are you? Các bạn bao nhiêu tuổi? Các bạn trả lời là I'm 9 years old. À, ví dụ như câu hỏi bạn Mai là how old are you? Bạn Mai trả lời là I'm 9 years old. Sau đó cô lại hỏi bạn Nam, how old are you? À, và bạn Nam sẽ trả lời, bạn ấy cũng 9 tuổi, bạn ấy nói là I'm 9 years old too. À, các bạn rõ chưa nhỉ? Rồi, tranh đi nào. Good morning, Miss Hiền. Sorry I'm late. À, chào buổi sáng, cô Hiền đúng nhờ? Em xin lỗi em đến muộn. Thế thì buổi tiếp theo, tới đây các bạn mà gặp cô mà các bạn vào lớp muộn thì các bạn thay nói là xin lỗi em vào muộn thì các bạn nói là gì? Sorry I'm late. Sorry I'm late. Nhờ. Yes, come in. Yes, come in.
come in mình học từ lớp 3 rồi đúng không? Đó nghĩa là vào lớp. Ok. Rồi. Thế bây giờ các bạn sẽ cho cô biết là bức tranh A, Miss Hiền chào cả lớp như thế nào nhỉ? À đây là buổi sáng nha các bạn nhá. Vào buổi sáng này Miss Hiền chào cả lớp thế nào? Good morning class. À good morning. Yeah, good morning class. À mình chào ai thì mình cho cái tên người đấy đằng sau. À đây là chào cả lớp nên là good morning class. Yeah. Và cả lớp chào lại Miss Hiền thế nào? Good morning Miss Hiền. À và chúng ta có một từ mới ở đây đó chính là good morning. À các bạn sẽ đọc lại cho cô từ này nhá. Good morning. Rồi, good morning. Rồi, good morning. Ok. Và bây giờ cô sẽ giới thiệu với các bạn một số cái từ mới nữa. À, chúng ta có 3 buổi đúng không nhỉ? Buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. À, ví dụ ở đây, bức tranh A, các bạn nhìn cho cô xem là Miss Hiền, đây là Miss Hiền và bạn Mai đúng không nhỉ? À, thời gian ở đây là mấy giờ đây? À đúng rồi, 7 giờ đúng không? 7 giờ là buổi sáng thì chúng ta có khi chúng ta chào ai đó vào buổi sáng ta nói là good morning. À các bạn nhắc lại cô nào, good morning. Rồi, good morning. Còn bức tranh B, à đây là bạn đây là Mr. Lộc và bạn Phong. Và thời gian ở đây là mấy giờ nhỉ? What time is it? À 3 o'clock, 3 giờ đúng không? Thì đây chính là buổi chiều thì các bạn sẽ chào ai đó thì chúc ai đó buổi chiều tốt lành thì các bạn nói là good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Ok. Và bức tranh C đó chính là good evening. Good evening. À các bạn nhìn thấy đây là 7 giờ tối đúng nhờ. Thì chúng ta thay vì chúng ta nói hello, chúng ta sẽ nói cách khác đó là good evening. Good evening. Ok. Good evening. Các bạn nhắc lại cho cô ba cái lời chào này nào. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Rồi, thế bây giờ các bạn quay trở lại bức tranh A. À, đây. Các bạn cho cô biết là khi ai đó nói good morning thì chúng ta sẽ đáp lại như thế nào? À, Miss Hiền nói good morning class thì cả lớp cũng good morning lại, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhá. À, nếu như cô nói là cô là Miss Hiền, cô nói good morning thì bạn Mai sẽ đáp lại thế nào? À đúng rồi, cũng good morning lại đúng không? Rồi cô sẽ nói nhá. Good morning Mai. À Mai sẽ đáp lại là gì? Good morning Miss Hiền đúng không? À bức tranh B nào. Cô sẽ là Mr. Lộc nhá. Good afternoon Phong. À các bạn là bạn Phong thì các bạn sẽ đáp lại lời chào của cô như thế nào? Đúng rồi, good afternoon Mr. Lộc. Nhờ, good afternoon Mr. Lộc. À, bức tranh C thì sao nhỉ? À, đây là Miss Hiền và thầy Lộc đấy. Đúng nhỉ, đây là sau giờ làm. Nên là các thầy cô đang chuẩn bị đến tennis club. Đó chính là câu lạc bộ tennis, đúng không? Bóng bàn đấy. Rồi, thế thì Miss Hiền sẽ chào Mr. Lộc như thế nào nhỉ? À, good evening Mr. Lộc. Nhờ, good evening Mr. Lộc. À, và Mr. Lộc sẽ đáp lại là gì? Good evening Miss Hiền. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành nhé. Cô sẽ chào các bạn và các bạn sẽ chào cô nhé. À bây giờ đang là 9:10 buổi sáng đúng nhỉ? Thì bây giờ cô sẽ nói là good morning, good morning. À các bạn sẽ chào cô như thế nào? Đúng rồi, good morning Miss Chiam. À rất là tốt đấy. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Đây là phần bài nghe đúng nhỉ? À, có thể là trên lớp là các bạn đã nghe rồi nhưng bây giờ các bạn có thể nghe lại một lần nữa nhé. À, đây là listen and tick, nghe và tick và bức tranh đúng không nhỉ? À đây có 3 hội thoại, 1 1 2 3 và mỗi hội thoại có 3 bức tranh là A B C. À các bạn nhìn thấy cô cả 3 bức tranh này đều có Miss Hiền đúng không? Và khác là bức tranh A là picture A là có bạn Mai, tranh B là có bạn Nam và bức tranh C là bạn Phong. Các bạn sẽ nghe xem là Miss Hiền đang nói chuyện với ai. Nhưng mà điều quan trọng ở đây các bạn nhìn thấy là có cái đồng hồ, đó chính là thời gian. À, thời gian khác nhau mình sử dụng cái lời chào khác nhau đúng không? Đây là 8 giờ sáng thì là good morning. À, đây là gì? Good afternoon. Và đây là good evening. À, Mr. Lộc cũng như vậy. Đây là
các bạn nhìn thấy là cả ba bức tranh này đều là Phong và Mr. Lộc, nhưng khác một chỗ, một điểm, đó là cái thời gian cũng giống như ở trên, đúng không? Good morning, cái này là good afternoon, cái này là good evening, ok? Rồi, thế số 3, các bạn nhìn thấy là đây là bạn Mai, cả ba bức tranh đều có Mai, nhưng mà picture A là các bạn nhìn thấy là bạn Mai đang chuẩn bị đi học, nên là bạn Mai nói là, có thể nói là goodbye, đúng không? Goodbye daddy, đây là daddy. Daddy là bố yêu, goodbye daddy. Bức tranh B là bạn Mai đang chào các bạn ở trường, đúng không? Bức tranh C là chào Miss Hiền. Rồi, thì bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe và các bạn sẽ chọn đáp án đúng cho cô nhé. Nếu như bạn nào đã làm bài này trên lớp rồi thì các bạn sẽ cùng nghe lại một lần nữa để mình luyện cái kỹ năng nghe nhé. 1. Good afternoon, Miss Hiền. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. 2. Good morning, Mr. Locke. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. 3. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Các bạn sẽ nghe lại lần nữa nhé. 1. Good afternoon, Miss Hiền. Hi, Nam. How are you? I'm very well, thank you. And you? Fine, thanks. 2. Good morning, Mr. Locke. Good morning, Fong. It's nice to see you again. Nice to see you too. 3. Goodbye, Daddy. Bye-bye. See you soon. Rồi, đáp án của các bạn là gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa nhé. 1. Good afternoon, Miss Hiền. Các bạn nghe thấy là good afternoon, Miss Hiền. Good afternoon thì các bạn nghe luôn câu này là biết là bức tranh B rồi, đúng không? Thế mình chọn B nhá. Bây giờ các bạn sẽ nghe tiếp theo. Các bạn sẽ nghe xem Nam và Miss Hiền sẽ nói gì với nhau nhé. 1. Good afternoon, Miss Hiền. Good afternoon, Miss Hiền. 1. Good afternoon, Miss Hiền. Hi, Nam. Cô sẽ chạy 1. Good afternoon, Miss Hiền. Hi, Nam. How are you? Hi, Nam. How are you? Chào Nam. Em có khỏe không? I'm very well, thank you. I'm very well, thank you. Em rất là khỏe. Cảm ơn cô. And you? And you? Còn cô thì sao? Fine, thanks. Fine, thanks. Khỏe. Cảm ơn em. 2. Vậy là bức tranh B đúng không? Chính xác. Rồi, số 2 nào. Good morning, Mr. Locke. Các bạn nghe thấy gì? Good morning, Mr. Locke. Chào buổi sáng, Mr. Locke. Vậy là bức tranh nào nhỉ? Bức tranh A. Good morning, Fong. Good morning, Fong. It's nice to see you again. It's nice to see you again. Rất là vui được gặp lại thầy. Nice to see you too. Nice to see you too. Vậy là khi ai đó nói nice to see you again hay là it's nice to see you again thì các bạn đáp lại là gì? Đáp lại là nice to see you too. Mình cũng rất vui được gặp lại bạn, đúng không? 3. Goodbye, Daddy. Các bạn nghe thấy gì nhỉ? Goodbye, Daddy. Tạm biệt bố yêu, đúng không nhỉ? Bye-bye. See you soon. Bye-bye. See you soon. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé. Hẹn gặp lại sớm nhé, đúng nhờ. Vậy là bức tranh A, chúng ta cùng chữa nhá. Giật án nhá. Chính xác, đúng nhờ. Excellent. Excellent, làm rất là tốt. Đây là look and write. Các bạn, bài này là nhìn và viết. Các bạn sẽ nhìn bức tranh cho cô và các bạn sẽ viết cho cô xem là đây là những lời chào nào. Các bạn sẽ dựa vào cái đồng hồ ở đây. Đây chính là đồng hồ tầm này, tầm 7 giờ, đúng không? Đây buổi sáng đấy. Vậy là đây là bạn Linda, bạn ấy sẽ chào Miss Hiền như thế nào? Theo các bạn. Còn bức tranh số 2, đây là 3 giờ chiều, đúng không? Đây có thể sẽ chào như thế nào? Và đây là bạn Linda và bạn Peter. Hai bạn ấy bạn ấy tan học rồi, nên các bạn ấy tạm biệt nhau. Thì còn theo các bạn, đây là sẽ từ gì nhỉ? Tạm biệt thôi, đúng không? Vậy là good gì? Goodbye. Rồi, thì chúng ta sẽ cùng viết nhé. Good gì nhỉ? Đúng rồi, good morning. Còn cái số 2 này thì sao? Good afternoon.
Cái số 3 thì sao nhỉ? À, goodbye. Nhờ, goodbye. Chúng ta sẽ cùng chữa nhá. Cùng xem đáp án nhá. À, rất là chính xác. Thật sự nhỉ? Well done. Rồi, các bạn sẽ nhắc lại một lần nữa cho cô nhé. Good morning. Good afternoon. Goodbye. Rồi, chuyển sang phần tiếp theo. Đây chính là bài hát. À, bài hát là Good morning to you. Cô muốn các bạn sẽ đọc lại lời bài hát này cho cô nhé. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear Miss Hien. Dear chính là yêu quý. À, dear Miss Hien có nghĩa cô Miss Hien yêu quý đúng không? Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear children. À, những học sinh ở đây là children. Các bạn cũng là children. Children là những đứa trẻ. Yeah, dear children là những đứa trẻ yêu quý đúng không? Good morning. Good morning to you. À, bài hát này có lời, có giai điệu rất là quen thuộc với các bạn luôn, và chính là giai điệu của bài hát. À, bài hát gì thì các bạn sẽ cùng nghe nhé, cùng đoán xem nhé. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear Miss Yen. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear children. Good morning to you. À, giống bài hát Happy Birthday to you đúng không? Bây giờ cô sẽ cho các bạn nghe lại một lần nữa và các bạn sẽ cùng hát theo nhé. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear Miss Yen. Good morning to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear children. Good morning to you. À, bài hát này rất là hay đúng không? Và cô muốn các bạn là các bạn sẽ luyện hát lại bài hát này nhé. Rồi, thế thì bài học này chúng ta sẽ dừng ở đây. Hẹn các bạn trong cái video tiếp theo của cô nhé. Rồi, goodbye, see you soon.